Hello, xin chào mọi người nha. Đấy, công trình bờ kè của thôn Tả Xá mình đã hoàn thành một bên rồi này. Các bạn nhìn đẹp không này? Đấy, mình quay cho các bạn xem này. Đấy. Rất dài, rất thẳng, rất đẹp các bạn ạ. Đấy. Đã hoàn thành. Và nước xả đã được xả nước rồi các bạn. Đấy, xả nước rồi. Sau khi xong thì với xa xa bên dặng suối bên kia thì sau này lại kè tiếp tục kè và được lạo vét đáy hồ đáy ao này. Sau này khuôn viên chỗ mình rất đẹp các bạn ạ. Có dịp mời các bạn về thăm quê hương mình nha, quê hương mình ở Bắc Linh, Từ Sơn Bắc Linh. Đẹp. Đã hoàn thành được một bên bờ kè, tiếp tục sang bờ kè thứ hai các bạn ạ. Đã được dùng máy xúc cào xúc đáy đế móng để chuẩn bị. Nó vào sâu tí nữa mình sang bên kia mình ấy. Đấy, cái đất kia cho vào mới đẹp kìa. Đất đen đen như đấy, kiểu. đào bới lên để bắt mấy con lươn các bạn này đấy. Cái lượng bút pha của mình nó có nhiều không? Bút pha chỉ ve một bên thôi. Mình nhưng mà bên dưới đây này. Một chỗ nó rộng mà. Chỗ nào rộng thì ve hai bên. Nó nòi ra thì ve hai bên. Chiều đang định tính cho cá bơm. Nhưng bây giờ đây đất đá đất này nó không nông vào được. Đúng không? Không. Cái đoạn này là không vào được này. Đoạn đây. Kia, đoạn kia thì nếu mà máy xúc nó xúc thì được. Xúc máy xúc nhưng nào ạ? Bơm bê tông lại lại xả vào cái gầu kia nhỉ, thả xuống bơm ở đất hơn gầu đúng gầu tấn nó làm tiếng mấy trăm nghìn nhiều quá nhiều mẹ bơm của nó gì. Lấy đất nhiều nó nối ấy và đơm bơm được của mình có đoạn mà gầu này nó cứ thả xuống đây được cái xong nó thành đống là cầm nó gạt cho mình cái đi gầu máy xúc đấy một tiếng của nó có mấy trăm nghìn kia mẹ bơm của nó 5 triệu một ca bơm 5 triệu à? Ừ. Từ 3 triệu rưỡi 5 triệu nó thấy bảo 5 triệu bơm gần này không biết bao nhiêu nhưng bơm vào trong ngõ là 5 triệu bán ở đây bán cái gì bán thì phải xe không có bán bé ra đấy bán to mọi có bảo gì mẹ cháu đâu mà ta bảo gọi chị gọi cho ta bảo gọi cho bà Nhuận đi mà thì thế nó không gọi à thế con này lúc ấy ta bảo ta không đi được đâu gọi điện cho bà nhưng mà Nhuận. Lên đăng dịch này nó có cho vào đâu nó bảo chưa nó cho vào chưa cho vào nhưng vẫn phải một người ra một người vào vẫn phải có áo nhưng mà lúc mà ấy lúc mà mổ là nó cho hai người Nhuận được áo nữa nó vẫn phải để cách ly nó chỉ cho lần lượt thôi đăng dịch mà nhưng mà bây giờ lên không được vào thì bà Nhuận bảo thôi ví dụ chiều bảo chiều mới mổ mà chiều lên, 12 lúc mổ chắc là cho vào thôi bảo trước thì bảo công việc linh tinh này ai người ta đi được bên đít rồi bảo hôm qua nó gặp ta nó có bảo gì đâu thực ra thì mổ như này nó cũng
cũng ấy mà. Ừ, nhưng cũng có người nọ người kia thì nó ấy, nếu bảo gì ta chuẩn bị người đi thì tháo đinh ra xong. Qua nó gặp ta nó đi cười cười nó bảo gì đâu. Đại nếu nếu phải làm bây giờ đại đại lội vãi cả cứt đây. Đây là bao giờ đấy anh? Này em quen em cũng bảo anh là bảo cần trở trả luôn. Sau thì anh bảo thì sau làm giấy tên cho xúc anh như xúc kỹ thuật không? Đó. Gầu đã được đưa lên rồi đấy, gầu được đưa lên này. Đó, nó vào ô tô. Chào mọi người nhé. Đợi thì để khi nào mời bác thợ bác kè đá mình sẽ quay mời các bạn xem tiếp nha. Công trình bờ kè của làng văn hóa quê mình đấy. Xin chào mọi người.